Sao mày lại ở đây? Cô hại người ta thê thảm như thế mà còn hỏi à? Vừa rồi tôi có nghe cô nói chuyện với cô Lan Anh. Cô bảo là danh tiếng của cô ấy không có, nên nếu cô ấy có nói ra sự thật cũng không ai tin cô, đúng không? Vậy với danh tiếng của tôi, nếu như tôi là người nói ra sự thật thì mọi người có tin không nhỉ? Chào cô, tôi là Vũ. Cô là My phải không? Chào mọi người. Hôm nay tôi được người quen giới thiệu cho đối tượng đi xem mắt đấy. Thật ra là tôi cũng không thiếu gì đâu, nhưng mà tại vì nể nang họ hàng cho nên là đi xem thế nào mà. À, để tôi quay cho mọi người xem đối tượng xem mắt của tôi nhá. Đây. Cô ơi, tôi không muốn lên hình đâu. Đấy, mọi người thấy chưa? Trông ăn mặc kìa, khiếp, chả có tí phong cách nào cả. Như kiểu là dân lao động bần hàn ý. Trời ơi. Để tôi hỏi mọi người, để tôi hỏi cho mọi người xem mấy câu nhá. Anh này, anh có biết tôi làm nghề gì không? Tôi là streamer đấy. Mà streamer nghĩa là gì anh biết không? Trong mặt đần độn thì kia chắc là không biết rồi gì. Streamer nhá, nghĩa là một người chỉ cần ngồi một chỗ nói chuyện thôi cũng có thể kiếm ra tiền được đấy. Thế thì cô giỏi quá. Mà còn chưa hết đâu. Facebook của tôi ấy có tận 5.000 người theo dõi cơ. 5.000 người theo dõi nghĩa là gì anh biết không? Nghĩa là tôi có tận 5.000 người hâm mộ đấy. Tôi mà ghét ai nhá, tôi chỉ cần up bài lên Facebook một cái là người ta ném đá cho chết thì thôi. Vậy thì chắc hẳn là sức ảnh hưởng của cô phải lớn lắm nhá. Đương nhiên rồi. Anh phải vinh dự lắm hôm nay mới được gặp tôi đấy nhá. Bình thường có tiện không gặp được đâu. À, mà đấy là tôi hỏi anh tiếp đây này. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 24 tuổi. 24 tuổi à? 24 tuổi nghĩa là chắc là phải nắm trong tay chung cư cao cấp này, xe xịn này, với cả tài khoản chắc là không dưới 500 triệu đâu nhỉ? Nhà chung cư thì tôi chưa có. Hiện tại tôi đang đi xe điện Aima. Còn tài khoản tiết kiệm của tôi thì chỉ có hơn 100 triệu thôi. Nhưng mà tôi có công việc ổn định, vậy nên là tôi sẽ cố gắng dần dần. Cái loại bần hàn như anh ý xứng đáng phải bị xích vào mới đúng. Trời ơi, mọi người ạ, chả biết là mấy năm qua anh ta làm được nên chó trống gì mà không có nhà, không có xe, cũng không có tiền mà lại dám đi xem mắt với tôi cơ. À, chắc là thấy tôi nổi tiếng định ké tí phêm mà. Để tôi chào mọi người xong rồi tôi cho anh ta một bài học nhá. Cô làm cái gì thế hả? Đấy đấy đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ta chưa? Còn dám hung hăng với tôi nữa cơ. Thôi, chào mọi người nhé. Sao? Anh được gặp người nổi tiếng như tôi, đánh đổi có một tí thì kêu ca cái gì? Mà cô xóa ngay clip ấy đi. Tôi đến đây để xem mắt. Cô không ưng thì cô nói. Sao cô lại hành xử bất lịch sự như vậy hả? Anh dám bảo một người nổi tiếng có tận 5.000 người theo dõi trên Facebook là bất lịch sự á? Này, tôi nói cho anh biết nhá. Fan của tôi lúc nào cũng ca tụng tôi là dễ thương này, có học thức này, cả lịch sự đấy. Bởi vì họ chưa biết được bộ mặt thật của cô thôi. Đúng là cái đồ vô duyên. Này, anh cứ có tiền đi thì tôi có duyên liền nhá. Tiền ít mà là còn đòi hít đồ thơm nữa. Đừng có mà mơ. Tôi được mời đến đây để đi xem mắt. Trước đây, tại vì tôi chưa biết được gia cảnh của cô, chưa biết được nghề nghiệp của cô, nên tôi mới đồng ý thôi. Đừng có tưởng có tiền thích làm gì thì làm. Tôi mà biết cô đã vô duyên, còn ảo tưởng ấy, thì ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận rồi. Đợi đấy, anh định đi đâu? Tôi phải quay cho mọi người biết bộ mặt thật của anh mới được. Này, tôi đã bảo là tôi không muốn rồi cơ mà. Cô làm cái gì đấy à? Tôi gì ơi, anh ấy đã bảo là không thích rồi. Cô làm như vậy có khác nào là cô ép người có đáng không? Mọi người ơi, nhìn đây này, hắn ta có đồng bọn đây này. Trả điện thoại cho tôi. Nếu mà bây giờ cô còn quay thì tôi sẽ trình báo lên cơ quan công an đấy. Để rồi xem từ giờ trở đi cô có còn fan được không. Khi mà fan của cô biết cô vi phạm pháp luật đấy. Hiểu luật thì ghê gớm lắm đấy ạ. Các người cứ đợi đấy. Cảm ơn cô nhá. Không có gì đâu. Tôi ngồi bàn đối diện thấy sự việc bất bình cho nên là đến giúp anh thôi. Cũng may là có cô. Nếu không tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Cô ta là phụ nữ mà cứ bù loa lên thôi. À, cho tôi xin phương tiện liên lạc đi. Bây giờ tôi có việc ra ngoài một lát. Hôm nào rảnh
tôi mời cà phê cô được không? Đáng gì đâu mà. Mà thôi, có thêm một người bạn như anh cũng là tốt rồi. Vậy thì cho tôi xin số điện thoại nhá. Cảm ơn cô. Vậy hẹn gặp lại nhá. Thưa chị, em là trợ lý mới của chị. Quản lý của chị đang bận gặp khách hàng cho nên là bảo em lên đây gặp chị ạ. Là cô à? Cô là người mà ngày trước tôi gặp ở quán cà phê đúng không? Sao? Hôm đấy tỏ ra là người có tri thức lắm cơ mà sao bây giờ lại phải đi làm trợ lý cho tôi thế này? Đúng là chó chỉ sủa khi gặp người lạ nhỉ. Nếu mà cô không vui lòng gặp tôi thì tôi xin phép về trước. Đứng lại đây đã. Nghe quản lý của tôi nói thì hoàn cảnh nhà cô có vẻ khó khăn lắm. Đang học giờ đại học thì phải bỏ giờ để ở nhà chăm bố mẹ ốm đau đúng không? Đúng ạ. Hoàn cảnh như thế mà gặp một công việc lương cao như thế này, nói bỏ là bỏ được à? Tôi không muốn bỏ, nhưng mà liệu chị có muốn nhận tôi không? Ai nói là tôi không muốn nhận cô? Tôi không phải là người hay để bụng chuyện cũ như thế đâu. Mà hoàn cảnh nhà cô lại đáng thương như thế, ai mà nỡ đuổi cô được. Chị nói thật không ạ? Thật chứ. Thật 100% đấy. Tôi không phải là người thích đi nói đùa với cô đâu. Ngay từ hôm nay đi, cô có thể bắt đầu làm việc để nhận lương rồi. Thật thế ạ? Cho em cảm ơn ạ. Thế thì bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ làm việc đúng không ạ? Mấy hôm nay làm việc nhiều nên là cũng hơi mỏi vai. Cô đi ra bóp vai tôi đi. Thưa chị, tôi đến đây làm trợ lý chứ không phải là... Trợ lý của tôi ấy là phải làm những chuyện như thế. Không phải là tự nhiên mà tôi trả lương cao cho cô như thế đâu. Hay là cô không thương bố mẹ già yếu ở nhà, không có tiền chữa bệnh? Bóp cho mạnh vào. Làm người thì khó nhưng mà làm chó thì dễ lắm đấy. Thế cho nên ý, lần sau ra đường liệu mà nhìn người, không phải là ai cũng gây sự được đâu nhá. Sao? Không nói gì à? Hay là không nói được tiếng người thật? Dạ vâng, thưa chị. Cô đúng là một đứa con hiếu thảo thật đấy. Vì bố mẹ một chuyện gì cũng có thể làm được. Yên tâm đi, ngày tháng còn dài lắm. Tôi sẽ từ từ tìm cách tốt nhất để mà hành hạ, à, không, để mà đối xử tốt với cô. Và bây giờ đi với tôi ra ngoài có chút việc. Cầm áo với tôi. Anh đánh giày không anh ơi? Anh ơi! Người. Mình với cả trợ lý của mình đang đi chơi. Các bạn có biết chị ơi đánh giày không ạ? Mình sẽ quay cho mọi người thấy nhá. Ai đánh giày đây? Ai đánh giày đây? Giày đây. Ô, này 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 này. Vào đây, vào đây, vào đây. Nhìn, nhìn, cười, cười đi. Mọi người ơi, mình gặp một anh đánh giày ở ngoài đường trông khổ thân có kích. Mà mình lại là người có lòng thương người cho nên là chắc là phải cho anh ý vài đồng chứ. Kiếm cơm cả ngày được có 5-10 nghìn thế làm sao mà đủ sống. Mọi người đợi một lát nhá. Tao bảo này, mày có muốn có tiền không? Có chứ. Nhưng mà em đánh giày, chị không đi giày này thì giấy kiểu gì? Không không, tao không cần đánh giày. Bây giờ nhá, tao cho mày 10 nghìn, xong rồi là tao sẽ quay video. Mày chỉ cần tâng bốc tao, nói là tao cho mày 1 triệu thôi là được. Yếu khiếp. Lại hồn. Cho người ta được 10 nghìn, tao bốc triệu. Côn như bà quên tôi đầy. Có làm không? Không làm. Cái thằng rẻ rách này. Được rồi, tao cho mày 100, được chưa? Bạc và người ta từng bốc. Này, kể cả bà chị có cho tôi 1 triệu thật thì tôi cũng chả giờ phải thế nha. Nghèo cho nó sạch rách cho thơm. Tôi đánh giày thật, tôi nghèo rồi, tôi cũng sĩ diện thằng nghèo.
tôi vẫn tự đi làm, tự kiếm cơm, tự ăn được, cha rồi phải xin ai. Ý, chẹo lại chúa. Được rồi, đúng một đồ không biết điều. Đã nghèo còn sĩ nữa. Thế thì tao sẽ dìm mày xuống tận đáy luôn. Mọi người ơi, mình sợ quá. Lúc nãy định cho anh ấy 500 nghìn nhưng mà anh ấy đã không lấy rồi, lại còn mắng chửi mi, bảo mi là ki bo xong rồi đòi tận 10 triệu nữa cơ. Khiếp, thời buổi bây giờ á, kiếm tiền đã khó khăn rồi, chả hiểu sao lại đối xử với mình như thế nữa. Mọi người xem có được không này. Này, cô đừng có nói linh ta linh tinh nhá. Cô nói sai sự thật thì người ta chửi tôi thì sao? Thì làm sao? Ai bảo tao cho mày tiền thì mày không lấy, lại còn bày đặt sĩ diện cái gì? Cái loại như chị mà nổi tiếng được tôi khinh. Thế mà tao vẫn là sao? Vẫn ăn sung mặc sướng đấy thôi. Không như có loại mày, mày mặt ở ngoài đường ấy, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Mày là đáng khinh đấy. Áo tôi vẫn mặc ấm vẫn được nhá, bánh tôi vẫn ăn đầy đủ. Chị mà cứ đăng video lên sai sự thật nhá, không yên với tôi đâu. Tao cứ đăng đấy thì làm sao? Sao? Mày định đánh tao à? Đấy, đánh đi này. Cả người tao bây giờ mua bảo hiểm rồi. Mày càng đánh ấy, thì tao càng có tiền. Xong rồi đến lúc đấy tao sẽ kiện mày cái tội hành hung tao. Cho mày đi tù mọt công đi. À, mà có khi mày lại thích ăn cơm tù hơn ấy nhở. Cơm tù khéo có khi lại ngon hơn cái cơm mày kiếm từng đồng một như này ấy. Chị My, chị làm như vậy là đang ép cậu ấy đấy. Chị nhìn cậu ấy đi, đã nghèo rồi, hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ cậu ấy mắng chị thì cùng lắm chị chửi lại cậu ấy thôi. Làm gì mà chị phải làm căng như vậy? Này con kia, ai trả lương cho mày đấy? Mày thích phản chủ không? Thế mày có cần cái tiền chữa bệnh cho bố mẹ mày nữa không? Còn cái loại mày ấy, cứ đợi đấy mà xem tao dìm mày xuống như thế nào nhá. Cậu có sao không? Ông anh hay đánh giày ấy. Mà sao nay anh đi muộn thế? À, mà thôi, từ giờ chắc anh phải tìm chỗ khác mà đánh rồi. Em bây giờ không sống được đất này nữa đâu. Bi quan thế, mình không làm gì sai thì sợ gì miệng lưỡi thế gian. Anh biết ạ? Tôi từ đằng xa, tôi quay lại hết rồi. Dù sao ấy, chị tao là người nổi tiếng, ai mà đi tin cái thằng đánh giày như em. Không phải lo đâu, tôi có cách giúp cậu đấy. Anh giúp tôi á? Thôi, anh đừng có dính dáng dây dưa mà nữa. Bây giờ chị ta đó, vừa là người nổi tiếng lại có tiền nữa. Chị ta mà cho người đánh cả anh con tôi thì cũng chết dở. Đấy, cả cái chị đi cùng đấy, chị ta không đánh đấy có ngại gì đâu. Tôi đã quay lại hết rồi. Nếu mà cô ta dám đăng tin sai sự thật ấy, tôi sẽ đính chính lại mọi thứ. Không phải lo đâu, đi với tôi. Anh lại đưa em đi đánh giày à? Rồi rồi, hai cô ở đây chờ tôi nhá, tôi đi gọi thẩm tình. Vâng ạ, làm phiền anh quá. Ôi chị ơi, cái công ty này to nhở? Đúng là cái đồ nhà quê. Xe điện Aima bây giờ ấy đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Công ty to là đúng rồi còn gì nữa. Nếu mà hôm nay ấy, tôi mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch công ty Aima ấy, ký được hợp đồng quảng cáo ấy, tôi sẽ trở thành ngôi sao hạng A luôn đấy. Điên à? Lấy điện thoại của tôi làm gì? Tôi tưởng là chị chỉ đùa thôi. Vậy mà chị đang tải thật à? Chị có biết là hoàn cảnh của cậu bé đó rất là đáng thương, mà chị lại có thể triệt đường sống cũng như là danh dự nhân phẩm của cậu ấy như vậy à? Có lòng thương người quá nhở. Việc của mình còn lo chưa xong lại đi chõ mõm vào chuyện của người khác à? Tôi có thể nhịn nhục chị vì cha mẹ của tôi, nhưng mà tôi không thể tiếp tay cho chị đi hãm hại người khác được. Huống hồ chị là người sai trước, cậu bé đó có làm gì chị đâu. Không tiếp tay á? Không tiếp tay thì cô định làm cái gì? Tôi nói cho cô biết nhá, ở đây mà không phải là văn phòng của công ty khác ấy,
tôi đã cho cô một cái bạt tai rồi đấy. Tôi cho chị cơ hội lần cuối. Chị đăng bài đính chính thông tin đi. Nếu không ấy, tôi sẽ đăng tải sự thật. Tôi sẽ đứng về phía cậu ấy. Nếu mà chị không muốn mất fan ấy, thì chị làm đi. Đúng là nực cười thật đấy. Không bằng không chứng gì, cô nghĩ là ai sẽ tin một đứa nhà quê như cô? Nói cho cô biết nhá, nếu ngày hôm nay ấy, cô mà phá hỏng cái hợp đồng này của tôi ấy, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Là ngôi sao nào mà lại dám to tiếng ở đây thế nhở? Lại còn quát nạt người khác như thế à? Sao lại là anh? Đây là anh Vũ, chủ tịch của công ty tôi đấy. Không thể nào, hắn ta nghèo như thế làm sao mà là chủ tịch được? Cô nói vớ vẩn cái gì đấy cô Mi? Thì lần trước đi xem mắt với tôi, anh ta chả nói là anh ta không có nổi một căn hộ chung cư nào, xe cũng không có, tài khoản tiết kiệm thì chỉ có 100 triệu thôi mà. Có gì lạ đâu nhỉ? Chủ tịch của tôi thích ở biệt thự, cho nên là anh ấy không mua chung cư. Vậy cho nên anh ấy không có một căn chung cư nào cũng đúng thôi. Còn tiền thì chủ tịch đã đem đi để mua đất, mua nhà, đầu tư vào cổ phiếu nữa. Có gì lạ đâu cơ chứ. Thế còn xe thì sao? Cô nên nhớ, công ty của chủ tịch là công ty sản xuất xe điện. Vậy cho nên chủ tịch đương nhiên là sẽ phải dùng chiếc xe mà do mình sản xuất ra chứ. Của nhà chồng được, tại sao lại phải hoang phí? Giải thích nhiều với cô ta để làm cái gì? Mà tôi cũng đang có chuyện muốn gặp cô đây. Không ngờ là lại gặp cô ở trong công ty của tôi. Anh muốn gặp em ạ? À? Chuyện lần trước là do em hiểu lầm thôi, anh đừng để bụng nhá. Nếu mà anh thích ý, thì chúng ta có thể sắp xếp một buổi hẹn nữa. Anh đúng là tiêu chuẩn của em đấy. Nhưng mà rất tiếc, cô lại không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Nhất là tiêu chuẩn về đạo đức đấy. Vào đi. Này, sao mày lại ở đây? Cô Hải người ta thê thảm như thế mà còn hỏi à? Vừa rồi, tôi có nghe cô nói chuyện với cô Lan Anh. Cô bảo là danh tiếng của cô ấy không có, nên nếu cô ấy có nói ra sự thật, cũng không ai tin cô đúng không? Vậy với danh tiếng của tôi, nếu như tôi là người nói ra sự thật, thì mọi người có tin không nhỉ? Anh là chủ tịch, thân phận cao quý như thế, sao lại đi giúp cái thằng đầu đường xó chợ này? Cô và ai là đầu đường xó chợ? Mà đầu đường xó chợ thì làm sao? Vẫn còn hơn cái loại sao chổ như cô nhá. Mà không hiểu sao ban ngày cô đi hại người khác mà tối về vẫn ngủ ngon được. Tài thật đấy. Mày cứ đợi này, hôm nay tao không thèm chấp mày nhá. Còn anh, nếu mà hôm nay anh đồng ý cho tôi làm người mẫu đại diện công ty anh, thì tôi sẽ xem xét về việc viết bài đính chính đấy. Nếu như cô là người mẫu độc quyền của công ty tôi, thì không chừng là công ty tôi còn sụp đổ nữa ấy chứ. Ngày hôm đó, tôi đã quay được đoạn video clip cô sỉ nhục anh chàng này. Nếu bây giờ tôi đưa đoạn clip này lên, thì liệu danh tiếng của cô sẽ như thế nào nhỉ? Cô xóa làm gì? Cô nghĩ là tôi chỉ có một bản này thôi à? Nhân viên của tôi bây giờ đã đăng đầy lên mạng rồi. Không chừng là 5.000 fan của cô ấy, mỗi người đã có một bản trong tay rồi. Các người hại tôi à? Chưa biết ai hại ai đâu. Gieo gió thì gặt bão thôi mà chị nhá. Alo. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Em sẽ báo với chị ấy ạ. Thưa chị My, giám đốc nói là sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị. Scandal lần này của chị quá lớn. Khán giả gửi mail về yêu cầu gỡ hình ảnh của chị, nếu không sẽ tẩy chay tất cả các chương trình cũng như là hoạt động liên quan đến chị. Cái sự việc lần này công ty không giúp nổi chị đâu. Cô nói dối. Tôi không tin. Chị không tin thì chị làm gì được? Chị có thể hỏi trực tiếp giám đốc. Cái hợp đồng quảng cáo lần này của chị sẽ được chuyển giao cho người khác. Giám đốc gọi chị về là để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc. Thế còn sự nghiệp của tôi, danh tiếng của tôi thì sao? Lời dối trá thì có chân, mà tai tiếng thì có cánh. Sự việc lần này là do cô tự chuốc lấy thôi. Gậy ông đập lưng ông.
trách ai bây giờ được nữa. Đáng lẽ ra ngay khi cô gây ra chuyện này, cô phải biết là cô sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ mời cô ra khỏi đây. Thôi đi đi sao chổ ấy, hay là cần tôi phải mở cửa ra tiễn cô về? Mời cô đi cho. Xin lỗi em nhé. Chị có làm sai gì đâu mà xin lỗi em. Chị là giúp em ấy chứ. Nhưng mà hoàn cảnh em đang khó khăn như vậy mà lại còn dính với chuyện này nữa. Không sao chị ạ. Bởi vì từ bây giờ em không phải đi đánh giày nữa. Anh Vũ đã tuyển thẳng em vào đại lý bán lẻ của hãng xe IMA rồi. Anh bảo em là nhanh mồm nhanh miệng như mày bán được tay à. Thế tốt quá rồi, chúc mừng em nhé. Còn cô, tôi cũng đã điều tra về hoàn cảnh gia đình của cô rồi. Nghe nói là cô học đại học luật phải không? Nhưng mà hình như là cô đã bỏ dở việc học. Tôi đã quyết định rồi, công ty sẽ trích ra một khoản để cho cô có thể tiếp tục đi học đại học, đồng thời hỗ trợ chi phí cho bố mẹ cô có thể chữa bệnh để cô có thể yên tâm đi học. Dạ thưa chủ tịch, chuyện này làm sao có thể được ạ? Tôi chưa nói xong mà. Hy vọng là sau này khi cô học xong đại học có thể về công ty để làm luật sư đại diện cho công ty của tôi. Cơ hội tốt quá gì nữa. Chị có một năm cuối thôi, đừng có bỏ dở phí mất ra. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Cố nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn vừa xem xong một tập phim mới của chúng mình đúng không? Nếu như các bạn thấy phim hay thì hãy comment cho chúng mình biết ý kiến của các bạn ở ngay dưới phần bình luận này nhé. Đặc biệt hơn, chúng mình đang có một series phim mới rất là hay và hấp dẫn. Các bạn hãy bấm ngay vào xem và đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngoài ra, nếu như các bạn yêu quý mình hoặc là các bạn diễn viên khác trong team thì hãy kết bạn ngay với chúng mình ngay ở phần link Facebook dưới này nhé. Hơn nữa, nếu như các quý nhãn hàng có nhu cầu quảng cáo trên hệ thống kênh của SVM thì có thể liên lạc qua hotline hoặc là email cũng sẽ được gắn ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé!